Vâng, thưa bác, thì lúc nãy bác nói tất cả đều đồng ý với bác trừ một cái tin biểu tình trong nước hoàn toàn không có. Vậy thứ nhất, những cái ngay cả người trong nước cũng bị đánh lừa chứ đừng nói gì người ở ngoài này, thì tất cả những cái video mà đưa ào ào lên á, thì bây giờ mình không có biết là người nào hoặc phe nào nhóm nào, mình không có kết luận, mình chỉ biết là có những cái video đưa lên, thì có cả video Nguyễn Quang Trường tức là etc đi đầu luôn á, và có cả những video mà Trường nó đứng nó phỏng vấn ở nhà hát lớn. Mà nếu mà quý vị nhìn kỹ nội dung của cái video đó thì hoàn toàn không có một cái nào là đặc khu 99 trong đó hết. Chỉ là Hà Giàn Khoan Hải Dương 918. Đó là cuộc biểu tình tại Hà Nội và ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là tức là Sài Gòn đó, là ngày mùng 10 và ở trong Hà Nội là ngày 11 tháng 5. Tức là Năm cũ cũ năm à. 2014. Vâng, thế này à. Thì họ lấy ra họ nói rằng đang rầm rộ biểu tình chống về đặc khu 99. Không, thưa anh, đặc khu 99 cái này là các thông tín viên ngoại quốc chứ không phải là mấy ông Đấy. mấy người Vâng. này đâu à. Vâng, nhưng mà không có một cái nào video biểu tình nào Không, hết. Đấy, không có theo, một ở Việt Nam không có biểu tình. theo tôi thì phải có biểu tình, Dạ. chắc chắn là phải có biểu tình, Yeah. Không. và người Không và bác đây không. Đảng Cộng sản Việt Nam mong có cái cuộc biểu tình đó. Không, cái chuyện đó là chuyện khác. Bây giờ xác nhận bác là từ hôm đó và cho tới ngày mình đang ngồi đây chưa có cuộc biểu tình, À. mà họ sẽ kêu gọi có cuộc biểu tình ngày Không. mùng 10 tháng 6. À, 10 tháng 6 tôi nghĩ tôi thấy rằng các đài ngoại quốc thì nó đâu có nói sai được. Dạ không, À. không bác nói như vậy thì bác lại là kẻ thù của ông Trump rồi. Ông Trump nó nói fake news. Không, Các không, đài không, đây không, á, không, bây giờ không. bác nói đài Việt Nam nào, bảo đài 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 Mỹ nào, em sẽ gọi điện thoại em nói liền. Bởi vì chưa có một cuộc biểu tình nào ở Việt Nam hết. Mùng 10 tháng 6 này mới có cuộc biểu tình. Ở ngay tại Mỹ này đó thì cô Hoàng Trúc của đài VOA kêu gọi cuộc biểu tình tại Washington DC. Okay. Và cô sẽ cởi chuồng cho mọi người coi. Là lý do tại vì cô chống ông Trúc Hồ. Cái ngày mà hôm Việt Khang á, đưa Trúc Hồ đưa Việt Khang ra ngoài đó là Hoàng Trúc sẽ làm MC buổi tối hôm đó. Chỉ một tiếng đồng hồ trước khi chương trình bắt đầu thì Trúc Hồ đưa Diệu Quyên tức là vợ của Trúc Hồ lên làm MC thay thế Hoàng Lan Chi, thay thế bà Hoàng Trúc. Thì bà Hoàng Lan Chi này nó mới viết một cái bài đây. Bị Trúc Hồ đá cư xử mất dạy thì bà Lê Hoàng Trúc mới ngộ ra bài viết của Hoàng Lan Chi. Bây giờ bà Hoàng Lan Chi ngày hôm qua gửi lên trên một cái livestream. Ông chồng Mỹ ngồi ngay bên cạnh. Bà cởi chuồng nha. Thì theo luật Mỹ thì bà để cái vú của bà nhưng mà bà vẽ cái hoa lên trên cái nấm vú là xong, là che rồi, là được rồi. Rồi ở dưới bà mặc cái thong. Cái thong đó là cái gì, là một miếng vải đen nhỏ, là cái sợi dây. Bà biểu diễn trên đó là mục đích gì, là bà muốn cho Trúc Hồ biết rằng á, tao sẽ tổ chức cuộc biểu tình và đông người tới coi. Ai tổ chức Việt Tân hay là chống đối cái gì mình không cần biết, nhưng mà khẳng định với bác cho em biết cái đài nào mà loan tin rằng ở Việt Nam có biểu tình, em sẽ thách cái đài đó và em sẽ kiện cái đài đó liền. Đấy, em sẽ kiện ngay cái đài đó ngay lập tức. À, tôi thấy rằng một sự kiện lớn như thế này Vâng, thì một sự kiện lớn đồng à. ý, nhà nước Việt Nam còn mong muốn được cái cuộc biểu tình thật sự như vậy. Nhưng mà không phải là vì nhà nước mong muốn cuộc biểu tình mà nó đã có cuộc biểu tình, không có. Em chỉ nói là một điều như này, từ ngày đầu tuần cho tới bây giờ, tức là từ ngày mùng 4 nha, mùng 4 tháng 6, đây là mình ngày thứ tư. Từ ngày mùng 4 và cho tới ngày hôm nay, okay, là bữa nay mình là mùng 6, 2 ngày hôm nay, 3 ngày hôm nay, nó mới phát động một cái vụ biểu tình với chợ An Đông, đó là cái video cũ. Một vụ biểu tình tại nhà hát lớn Hà Nội, cũng là video ngày 11 À, tháng 5. nó không phải Hiểu không? cái Hiểu không? à,
Không anh, không nó nói rõ không, ràng nó không, đề không, cho à, có. Không phải anh nhắc lại cái đó, anh nhắc lại cái đó là anh nhắc lại cái đó là tôi đúng rồi. Nhưng mà cái đương biểu tình bây giờ, cái đương biểu tình bây giờ không có. Đương biểu tình bây giờ nó là có. Bây giờ bác cho nói biết đi, ở chỗ địa điểm nào, không, báo nào đăng. Không thì cái vấn đề cái vấn đề một quốc hội quyết định cái đó đó. À, cái chuyện đó là chuyện khác, nhưng bây giờ mình đang nói chuyện biểu tình đây này. À, đang nói chuyện biểu tình, bác cho biết. Suy nghĩ một cách hợp lý thì okay, phải có biểu tình. Không, đây cái vấn đề không phải là suy nghĩ nữa, tại vì bác nói nhá. Bác nói như thế này nhá. Bác nói rằng ok là có cuộc biểu tình và có báo đăng, báo Mỹ đăng hay là báo ngoại quốc. Bác cho em biết tên tờ báo, cái thứ nhất. Thứ hai, cuộc biểu tình diễn ra ngày nào, tháng nào. Nếu mà bác nó đăng, báo Mỹ không bao giờ nó đăng khơi khơi hết, nó đăng có ngày có giờ. Okay. Đúng. Và thứ ba là địa điểm. Bác cho em biết ba cái địa điểm đó thì em sẽ tìm bác. Còn không thì bây giờ hoàn toàn không có. Bác đang bị fake news nó che bác. Tại sao hoàn toàn? Tại vì bác không có liên lạc với Việt Nam. Thì làm sao mà bác biết là nó có biểu tình? Ông Donald Trump đã nói tất cả các truyền thông của Mỹ này đều là fake news. Đấy. Còn cái vấn đề đó, nó còn thêm một cái vấn đề khác. Nó đánh lừa người ta bằng cách nó lấy cái video cũ năm 2014 ra, xong nó nói đây để em cho bác coi. Không, cái lừa đó thì nó rẻ tiền quá thì dạ, đúng rồi. Nói chuyện. Nhưng mà em khẳng định bác không có cuộc biểu tình nào ở Việt Nam ngày hôm nay. Vâng, thế thì đó, rồi thế thì để mình xem nhé. Vâng. Ê, bây giờ cái đấy độc giả nó nói này, cháu ở Hà Nội này, cháu đâu có thấy cuộc biểu tình nào đâu. Thế cái chuyện đó mình cũng không tin cái độc giả này, tại vì một độc giả làm sao biết được. Nhưng mà đó, em chỉ cần biết bác về nhà bác gửi cho em một cái tên, okay, tờ báo, thứ hai ngày và thứ ba địa điểm. Em chỉ cần biết ba địa điểm đó, em có thể gọi thẳng lên trên đài, ê you please remove that news, okay, otherwise I will sue you about the fake news. Sẽ nói liền ngay lập tức. Vâng, thì thằng BBC đã từng bị rồi, thằng Mặc Lâm của RFA đã từng đụng Nguyễn Phương Hùng rồi. Đấy, thế mà Mặc Lâm phỏng vấn em 38 phút, anh Hùng bây giờ chủ trương của đài tôi cắt lại cái chương trình phỏng vấn anh còn 7 phút, ok 7 phút cũng được, miễn sao ấy, bởi vì dù anh có cắt đầu, cắt đuôi, cắt cái gì đi nữa, 7 phút của tôi cũng đủ cho người ta biết, bởi vì anh không thể nào che được. Mặc Lâm có nói rằng tôi đi về Việt Nam thường xuyên này là công an có biết không? Tôi bảo xin lỗi anh, cái đầu chọc của anh là người ta nhìn ra, người ta biết Mặc Lâm vậy đó, đừng nói là công an nó không biết. Thành ra em chỉ khẳng định bác ở đây, okay. Bác nói rằng có biểu tình, em nói không có biểu tình, đó. Rồi sau đó mình với cái bỏ qua để mình chờ xem rồi. Đấy, không tôi cũng không em nói là ngày mùng 10 nó kêu gọi ngày biểu tình ngày mùng 10, tức là bữa nay mới có mùng 6, ở Việt Nam là mùng 7. Đấy, tức là hiện tại chưa có biểu tình, và quá khứ cũng chưa có biểu tình. Cái vụ đặc khu 799 này nó mới có ở trong cái giáo xứ Thọ Hòa của ông linh mục Nguyễn Duy Tân. Bà con tới giáo xứ và cầm cái bảng này, đặc khu 99, thì đó là cái cuộc thánh lễ, lợi dụng thánh lễ của mấy ông cố đạo, mấy ông quả đen để mà phát động cái vụ này lên. Cái thứ hai là ông giám mục Nguyễn Thái Hợp ở Vinh, ông cũng trong cái thánh lễ chủ nhật vừa rồi đó, tức là ngày mùng 3 của ông ấy, cũng bà con đi. Và cái nhà thờ Đào Viên ở bên Đài Loan của linh mục Nguyễn Văn Hùng có video đàng hoàng, thì cũng ở trong nhà thờ và có một số những người đi ra ngoài đường ở Đài Loan chụp hình, cũng cầm cái bảng thì đứng ở ngoài đường, nhưng mà cũng không biểu tình. Tại mà mấy dân mà đi làm việc lao động ở bên Đài Loan mà đi qua biểu tình ấy, cảnh sát Đài Loan nó bắt là tống cổ ngay, đi ngay lập tức, đâu dám biểu tình, chỉ cầm cái bảng đấy thôi, khoảng chừng là mười mấy 20 người thôi,
Tức là em khẳng định với lại bác Cường, cho tới giờ phút này không có cuộc biểu tình. Tuy nhiên, nếu mà có cuộc biểu tình thì em đồng ý với bác, các bạn đang rơi vào cái bẫy của nhà nước Việt Nam. Là bởi vì sao? Bởi vì những người này đó chống nhà nước Việt Nam, không cho làm cái đặc khu. Ông Nguyễn Tấn Dũng, à quên, ông Nguyễn Xuân Phúc ngày hôm kia đã nói rồi, bây giờ mình mới có đặc khu đó là trễ rồi. Trên thế giới hiện tại có 18 cái đặc khu, mà 18 đặc khu đó, mà các quốc gia kia đó, chỉ mỗi quốc gia chỉ có một cái đặc khu. Như Anh Quốc nó cũng chỉ có một cái, Argentina nó cũng chỉ có một cái, mà Việt Nam mình đó tới 3 đặc khu đó. Đặc khu Vân Đồn, Hải Phòng, đặc khu Vân Phong ở Khánh Hòa và đặc khu Phú Quốc. Và thưa bác, đây là cái văn thư của Ban Chấp hành Trung ương. Đấy, có in cho bác một cái để bác làm tài liệu. Hà Nội ngày 22 tháng 3 năm 2017 thông báo kết luận của Bộ Chính trị về các đề án xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong phiên họp ngày 17 tháng 3 năm 2017, thưa các bạn, chúng tôi sẽ đăng cái này lên trên KBC Hải Ngoại. Thì đây cho biết ký tên của ai thay mặt Bộ Chính trị? Đinh Thế Huynh. Tức là cái lúc đó ông Đinh Thế Huynh đang làm ở trong Bộ Chính trị. Bây giờ thì ông Đinh Thế Huynh đã đi về hưu về vấn đề sức khỏe. Trong cái điều này đó là nó có 5 điều, à 6 điều. Và lúc đó họ không gọi là đặc khu kinh tế, mà gọi là cái đơn vị hành chính đặc biệt về kinh tế. Nhưng mà thật sự là nó là đã từ 22 tháng 3 năm 2017. Mà bây giờ tại sao nó mới bắt đầu dấy lên cái phong trào này? Là tại vì Quốc hội đã đang họp. Và ngày 15 tháng 6 này, Quốc hội sẽ biểu quyết. Ông Dương Trung Quốc là một đại biểu Quốc hội. Ông tuyên bố rằng nếu mà nhà nước Việt Nam chấp thuận cái này đấy, cái đặc khu kinh tế này đó, thì ông sẽ bỏ Đảng Cộng sản. Tức là ông sẽ thẻ đảng luôn. Đó. Thì để coi ông có giữ đúng cái lời đó không. Riêng cá nhân em á, thì em ủng hộ. Em ủng hộ. Tại vì những cái gì mà mình thấy người ta chống đó, ở nước ngoài này chống, nhất là cái cộng đồng này mà chống đó, là mình biết là tại vì nó không muốn cái kinh tế cho tới đất nước của mình, mà nó chưa hiểu cái đặc khu kinh tế là gì. Bây giờ bác, lúc nãy bác có nói chuyện đó, thì theo bác nghĩ là cái đặc khu kinh tế nó là cái gì? Đặc khu kinh tế là nó gọi là một cái nơi mà những người đầu tư có những cái tự do kinh doanh và có cái tự do sản xuất, nhưng mà nằm trong một khuôn khổ luật pháp của cái quốc gia nó cho mở cái đặc khu kinh tế. Tức là như là lần trước bác nói rồi, thí dụ như anh Mỹ, anh Pháp tất cả cùng vào, đâu phải là đặc khu kinh tế đấy, chỉ dành cho anh Tàu đấy. Những người đang chống đối bây giờ đó, không có một người nào chứng minh rằng cái đặc khu kinh tế đó đã được người Tàu, lúc nãy bác nói rồi, đã được người Tàu được quản trị đâu. Chưa có một cái sự hình thành nữa, chưa có. Đây chỉ là một cái dự án và nó chưa thành một luật và nó cũng chưa có quy định rõ ràng. Thành làm sao mà ông Tàu ông vào được. Đấy. Đó là cái vấn đề mà cái mấu chốt mà bây giờ mọi người đang nói. Còn vấn đề biểu tình á, thì mùng 10 tháng 6 này trên toàn thế giới, tất cả khắp nơi đều đã sáng ngày bác sĩ Võ Đình Hữu rồi bác sĩ ấy này kia đã ra thông cáo hết rồi, là mùng 10 tháng 6 sẽ tổ chức đồng loạt luôn và ngay tại Việt Nam luôn. Đấy, thì ngay tại Việt Nam thì họ đã hẹn ra rồi, cái hẹn ra nơi nào thì để mình chờ ngày mùng 10 tháng 6, còn bây giờ thì chưa có. Cái đặc khu kinh tế nó là cái gì? Nó là cái chỗ vùng kinh doanh tự do. Nó gồm bao gồm tất cả mọi thứ, sòng bài, phòng massage, kể cả ổ điếm trá hình nữa, rồi cả cái những công kỹ nghệ, tất cả những, nhưng mà nó đặt
đặc quyền về vấn đề công kỹ nghệ, lý do là tại vì nó sẽ không bị đóng thuế hoặc là rất ít thuế, tại vì đó là những cái thuế sản xuất và được làm ngay tại trong cái đặc khu đó, tức là cái quốc gia mà cho tổ chức như vậy. Và nó sẽ đương nhiên khi mà nó xuất cảng nó sẽ phải chịu những cái vấn đề thuế hay là cái những cái lợi tức nó sẽ mang về. Bác nhớ là cái vụ Formosa không? Đúng. Lúc đó nó cũng đã nó đã tính làm đặc khu Formosa rồi đấy. Nhưng mà có thể là vì cái vụ mà biểu tình mà làm cho là mất cái đặc khu Formosa, nhà nước Việt Nam mất cơ hội để làm cái đặc khu Formosa. Mới nâng lên 70 năm mấy gì đó. Dạ vâng. Thì đó thì nâng lên 75. Bây giờ á, bây giờ mình tất cả trong luật Việt Nam bây giờ là có quyền cho mướn 70 năm. Thật sự đối với em đó là cái đặc khu kinh tế có hay không có nó không thành vấn đề. Tại vì bây giờ 70 năm, hồi xưa Hồng Kông nó đã 99 năm rồi. Thì bây giờ mình cho lên 99 năm là ba đời người. Thì nó lý do là tại sao 99 năm là tại vì để cho cái công ty nó đầu tư đó nó có một, nó đủ thu được lời. Đủ thu được ra, nó có chiều dài để nó và chứ còn để mà nó làm nhớp nhúa rồi nó bỏ chạy thì là chuyện khác. Là chuyện khác đúng như vậy. Lúc đó mình tính sâu. Thành ra là trên nguyên tắc thì người ta nói chuyện rằng thì là đồng tiền nó biết đi. Dạ vâng. Không ạ? Tư bản ngoại quốc là nó biết dùng đồng tiền. Dạ vâng. Và đồng tiền nó sẽ đi vào chỗ chúng, nó đi vào cái nơi dạ, mà có lợi cho nó. Không ạ? Bây giờ không phải là chỉ có nước Việt Nam mà vâng, một trăm mấy chục nước ở trên thế giới và rất nhiều nước chậm tiến và rất nhiều nước nó lại còn cởi mở hơn nhiều. Dạ. Vâng, nó còn ở trong tình trạng ngu dốt, dạ, ở trong tình trạng dễ khai thác hơn nhiều. Thì đó là một cái sự cạnh tranh ấy. Vâng, đấy. Thành ra đó là, thế vậy thì Việt Nam phải làm cái mức nào? Đấy, vừa rồi anh nói rằng thì là ông gì, ông ấy nói đó, là trên thế giới có 18 gì đó, Việt Nam mới có 3 cái đặc khu, cũng giống như bên Trung Quốc, và cứ nhắc đi nhắc lại cái giai đoạn đầu đó, dạ, là cái đặc khu Thẩm Quyến đó, cái đặc khu Thẩm Quyến đó, là đấy mới là cái mũi nhọn đầu tiên để nó phát động cái chuyện cải cách của nước vâng, Trung Hoa. Thế thì thưa anh, nhìn vào Phi Luật Tân, mình mới thấy rằng thì là Phi Luật Tân nó đã kiện Trung Quốc ra tòa. Và rồi thì bây giờ đó là đảo đi đảo lại thế nào đó thì là bây giờ là ông Phi Đạo Tân đồng ý với lại Trung Quốc để mà khai thác dầu khí ở trong cái vùng lãnh thổ của mình. Đây không phải là một sự hèn tương nhượng, nhưng mà bởi vì rằng thì là rõ ràng mình không nhờ cái nước này thì mình nhờ nước khác. Nó có phương tiện và nó khai thác thì nó mới mang nó bán được, chứ mình khai thác chứ. Và cái tư bản ngoại quốc là nó khó lắm, nó từ đầu chí cuối, nó bịt đằng này, nó bịt đằng kia, nó cấm đằng này, nó thành ra mình mới thấy rằng thì là thế. Ở trong trường hợp nước Việt Nam đó, bây giờ nước Việt Nam cái tình trạng thực tình là mỗi ngày nó một xuống dốc. Mình nhìn thấy ví dụ như là Nguyễn Tấn Dũng lúc mà cái bô xích Tây Nguyên, rồi mình nhìn thấy cái Formosa, kể cả những các cái ông như là ông tướng gì cũng lên tiếng ấy nhỉ, ông tướng về gì ạ, về cái Formosa mấy gì đó, tức là ông tướng điện Võ Nguyên Giáp đó, tướng Võ Nguyên Giáp cũng lên tiếng can ngăn nhiều người lắm, đúng không ạ? Yeah. Thành ra mình mới thấy rằng thì là thế thì vậy thì thế, nhưng mà địa phương nó vẫn làm vậy, địa phương nó vẫn bán. À, vâng, đương nhiên. Thế bây giờ trong cái tình trạng như vậy mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, bây giờ nó mỗi một tỉnh ấy, nó là một thằng bí thư, nó có chân ở trong bí thư Trung ương Đảng à? Nó là sứ quân. Thành ra
trong tình trạng đó thì theo tôi chỉ còn có cách hóa giải, tức là chúng ta bán nước cho tất cả các công ty ngoại quốc. Bây giờ là tức là chúng ta tràn lan, tràn hòa để mà các công ty ngoại quốc nó vào Việt Nam, nó giữ nước dùm mình, nó chia quyền lợi ở trên cái đất nước của mình, nó rằng, nó kéo, nó gì đó, nó chia quyền lợi, và chính nó mới đủ sức để mà khai thác cái tài nguyên của Việt Nam, chính nó mới đủ sức để mà bán đi có cái lời nào đó, nó phải có lời. Nhưng mà đấy là cái tình trạng theo tôi, đây là cái coi như đây là một giải pháp, coi như đây là một giải pháp cứu nước trong cái tình trạng mà thế giới hiện tại. Chứ còn bây giờ nói chuyện rằng bảo vệ chủ quyền với gì thì theo tôi nó cũng quê mùa lắm. Thì nói chuyện chủ quyền thì ngày hôm qua đó thì các vệ tinh chụp hình được cho biết là những cái tên lửa mà đặt ở chỗ Phú Lâm, tức là đảo Hoàng Sa đó, rút ly. Thì bây giờ tôi đặt cái câu hỏi ra, đấy là ai là người cung cấp cái hình chụp vệ tinh đó? Thế là có phải là chỉ có Mỹ mới lại các nước có cái công nghệ cao thì họ mới chụp được? Thế nhưng mình có thể tin được cái đó không, trước khi họ đưa ra ngoài họ xóa đi sao? Vâng, và gọi là nó thử dư luận, nó nắn bóp dư luận, nó thử xem ra làm sao. Nhưng mà có điều như này là các vũ khí đó, là đi ra ngoài, đưa ra ngoài đó, có thể nó sẽ bị, là bởi vì cái chất gió biển, mẹ hơi nước biển, nó là chất mặn. Nếu mà những cái vũ khí mà, ấy rất là như là đồng với lại nhôm rất dễ bị han gì. Nếu không phải, mà không lý là súng, chất đạn đều làm bằng inox đáp, không có. Thành ra cái đó nó cũng là một cái vấn đề. Thì nha, bây giờ có trang bị đi nữa đó thì cũng không thành vấn đề, mà cái vấn đề quan trọng là vấn đề tàu chiến với những cái này kia thì nó mới là cái quan trọng hơn. Vâng, thì thôi, bây giờ cái chuyện đặc khu đây á, tôi thì tôi quan ngại ở cái chuyện như thế này. Tôi đồng ý là mở đặc khu là bởi vì mình sẽ tạo được công ăn việc làm cho dân chúng địa phương, mà không phải là những địa phương đó mà là cho cả đất nước của mình nữa. Vâng. Đấy. Bây giờ đây là họ tính như vậy, đó là cái người bạn của bác Cường này đã tính dùng rồi như thế này, cho biết rằng là cái đặc khu nó sẽ mang về bao nhiêu tỷ